Đây ạ. Toàn hàng VIP cho các bác. Đây nó phải gọi là quá VIP. Đây là những đôi loa đáp ứng cho các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Nó là rất là hay luôn. Quá hay chứ không phải rất là hay. À, hai đôi này đều là dòng Wattfather của Anh Quốc. À, một con là model 2190, một con 3190 các bác. Đây xem nào. Đây. Một con là 2090. 2090. Con này có mức giá 3 triệu 9 một đôi. Wattfather 2090 8 ohm 200W một chiếc. Vậy là đôi này có công suất 400W một đôi. Hàng Anh Quốc England. Và đôi này là 3190. 3190 Wattfather. Con này có công suất 350W, hàng England, Anh Quốc. Được chưa ạ? Con này thì chỗ hơn con này là ở cái gì? Con này nhiều bát, gấp đôi con này, bát và tép. Cái thứ nhất là những đôi loa như này các bác ở phòng các nghe này. Về hình thức phía trước thì đôi Wattfather này có một con tép kèn đây. Tép kèn bác nhìn chưa? Tép kèn đầu đạn này. Dòng này thì đừng có hỏi em Tuấn là có hay không nữa thôi nhá. Ok, các bác đừng có hỏi em có hay không nữa, nó mệt lắm. Con ê căng này báo cáo bác là ê căng này là ê căng khớp nhé. Nó cậy ra nó hơi khó đây này, cũng dễ cậy nhưng mà mình phải có một tô vít mỏng. Mình ép vào đây xong mình cậy ra. Đợi chút em cậy ra cho các bác nhé. Cho bác nhìn. Nó dễ. Đấy. Còn bên này là con này là con 3180. Thì 3180 thì nó thiết kế với lại một tép ở đầu này. Một tép đầu này, một con bát trước này. Một con tép đây nữa. Lại một con bát bên đầu sườn này. Đấy. Lỗ thông hơi đây. Lỗ thông hơi đây. Các bác nhìn thấy chưa? Con này thì báo cáo các bác là nó khủng. Ở gia đình mà dùng con này nữa, gia đình căn phòng nó khá to nữa, dùng con này. À, đôi này có mức giá là 5 triệu 6 một đôi. 5 triệu 6 một đôi. Đôi này không có nhiều bác nhé. Đôi này có duy nhất một đôi. Duy nhất một đôi. Không phải có nhiều bác ạ. Có nhiều bác thì cứ đấy. Duy nhất một đôi các bác nha. Anh Quốc. Nhìn này. Đẹp mỹ mãn chưa ạ? Đẹp thế này thôi bác ơi. Loa bãi đẹp thế này là đẹp lắm rồi. Bác bảo em yêu cầu em đẹp nữa thì em bó tay nhé. Loa bãi loa Anh Quốc luôn nhé. Loa đến từ đất nước Anh Quốc luôn. Con này có kích thước chiều sâu của thùng nó phải hơn 30. Găng tay của em như này là 20 rồi. Nhưng chỗ này nó thừa đến tầm khoảng độ 12 nữa. Nó là tầm 32. Chiều ngang của thùng như nào? Ngang của thùng nó tầm 45. Chiều cao của thùng nó tầm khoảng độ 26. 26. Những đôi loa này thì không có lý do gì hỏi hay không hay nữa rồi. Đấy. 2090, mức giá 3 triệu 9 một đôi. Đây là những đôi loa đến từ đất nước Anh Quốc. Anh Quốc thì không phải hoài hay không. 2090 3 triệu 9 và 3190 giá 5 triệu 6. Đây chỉ có một đôi duy nhất. Bác nào nhu cầu liên hệ. Lại có mấy món xương xương cho bác đây. Thì clip này em giới thiệu cho bác xem nào. Nói như này thành có hai món thôi. Và về đối với lại dòng loa tép kèn này thì báo cáo các bác là có hai đôi. Hai đôi tép kèn. À, dòng loa này à, con này con kèn là đến từ Mỹ nhé. Kèn thương hiệu Cali, kèn này kèn Cali, kèn Cali ạ. À, khoảng cách của con này nó đường kính nó phải lên đến 16-18 đường kính này, 18 đường kính ngang này. Đây là kèn Cali, đấy, kèn Cali. Đây, à, thông số Cali của nó đây. À, 11 năm 1997, sản xuất tháng 11 năm 1997. Thì chắc là mấy con này nó gần ra lô gần như nhau. Đây. Con này tháng 11 năm 1997. Con tháng 11 con. Nó khác năm thì mới lo thôi bác. Con này thì tháng 8 năm 1997. Đấy. Tháng 8 năm 1997. Thì báo cáo các bác là đối với dòng Calip này. Thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Thương hiệu Calip quá là nổi tiếng rồi. Và dòng tép kèn phễu này thì các bác có về có thể dùng lắp độc lập. Hoặc là lắp cho những... chóa kèn và chóa có cái tủ đà tủ ấy gọi là cái gì nhỉ, thùng loa ván hở, chơi kiểu ván hở rất là hay với dòng Calip này. Thương hiệu tép cũng như là loa của Calip này cũng rất là nổi tiếng rồi. Một đôi này để cho các bác mức giá là 1.900.000 nhé. 1.900.000 một đôi này. 1.900.000 một đôi này. Một đôi
không có nhiều đâu nhé. Còn chỗ này đấy, đây là đôi loa Sony. Đôi loa Sony thì có kích thước chiều cao nó 20, chiều ngang nó tầm 18. Để cho bác mức giá đôi loa Sony là hai lỗ thông hơi phía dưới này nhé. Để cho bác mức giá 1.600.000. Bác nào nhu cầu liên hệ với em. Này, clip này em giới thiệu cho bác cái loa quả bóng nhé. Đây gọi là loa quả bóng T và D. Loa quả bóng này thì báo cáo các bác là chất âm rất là ấm, hay. Mức giá là 290.000 một chiếc này. Có những chức năng này. Đây này, em báo cáo bác này, chức năng của nó đây. Bác có thể cậy cái nút này lên nhé. Hoặc là bác xách tay này. Bác xách tay bác đi du lịch, đi thể thao hoặc đi vừa nghe, nó thoải mái. Đây loa quả bóng rất là ấm áp. Nó thiết kế là đây, một cái bát súp, đây loa súp ở trên này luôn. Đây, đây chính là loa súp này. Một cái bát chung đây, bát tép phía trước. Đấy. Còn các bác muốn lắp thẻ nhớ hoặc là cắm điện thoại máy tính vào laptop hoặc là cắm từ điện thoại máy tính ra đây đấy. Con này có thể bắt Bluetooth không dây rồi, không nói rồi. Ngoài ra thì các bác có thể đây, những chức năng này. Các bác có thể đây, cắm thẻ nhớ này, cắm USB này, nhạc vào đây. Ngoài ra các bác có thể cắm cổng sạc bằng cổng sạc điện thoại đây nữa. Bên cạnh này có cổng cắm từ máy tính này, laptop, TV vào cái này. Điện thoại máy tính, laptop, TV có thể cắm vào đây luôn. Cái lỗ này này, lỗ nhỏ bác nhìn chưa? Đấy. Ngoài ra thì ở trên này nó có một cái nút nguồn. Nút chữ M này là nút chọn chế độ, có nghĩa là bác chọn chế độ nút này nó tắt đèn, bật đèn này, này. Đấy, đổi đèn này, bác nhìn. Đảo đèn, chế độ đảo đèn này. Đấy, đổi màu. Các màu đèn hoặc tắt, đấy. Tùy các bác nhé. Ok chưa? Còn nút chữ M này là cái nút chế độ, các bác có thể chọn cái chế độ Bluetooth này rồi là nghe thẻ nhớ, nghe USB hay radio. Đấy bác ấn vào chữ M nhé. Chữ M này. Đấy. Đó là đài radio FM AM. Bác chỉ cần ấn next này. Đấy. Ấn next nó phát giò. Được chưa? Ấn chữ M. Đấy, ấn chữ M lần hai là bắt Bluetooth. Để em kết nối Bluetooth cho bác nhé. Vào đây nhé. Đấy, đây chưa? Chuyển sang màu đỏ. Bắt Bluetooth đi này. Đấy. Các bác bật Bluetooth lên, các bác cứ kéo này. Em cho nó kết nối vào. Giờ nó đã đang dò đây. Nó sẽ kết nối với. Đấy, để xem nó kết nối chưa. Được rồi đấy, để phát lại như này. Sau lưng này. Bác có thể cắm USB nhé, cắm USB vào đây nghe này. Cắm USB cái đấy, nhận USB luôn. Đấy, nhận USB luôn đấy, nhận đấy. Next bài này. Đấy. Next ấy. Rút USB ra, mất. Ấn chữ M, Bluetooth lại kết nối sang đây luôn. Đấy, mình xong rồi mình đậy này vào được. Nếu mà có USB thẻ nhớ các bác chỉ cần ấn thẻ nhớ vào đây thôi. Xong đậy cái này vào. Nha. Đấy.
Đấy, điều khiển to nhỏ điện thoại luôn. Thong dong đi chơi thoải mái. Rất là tiện luôn. Tắt trên điện thoại nhé, to nhỏ trên điện thoại được. Em chào các bác. 290k ạ.